Ôi lạy Thiên Chúa, nay con xin nói lên lời trong đời xin giữ theo như thiên luật Ngài ban. Những lời phán dạy con đây coi trọng Ngài thấy, vàng bạc xanh sao với bao luật pháp của Ngài. Luật pháp của Chúa con luôn yêu mến dường bao, huấn lệnh của Ngài con luôn yêu mến dường nào. Xin Ngài dụ trông không ngơi nâng đỡ trong đời, như lời đoán hứa ban cho thân hèn Ngài đây. Xin Ngài rũ lòng ban cho thân này được sống, vì luật Chúa ban giúp con hạnh phúc muôn vàn. Luật pháp của Chúa con luôn yêu mến dường bao, huấn lệnh của Ngài con luôn yêu mến dường nào. Huấn lệnh của Chúa con luôn yêu mến trong lòng, con trọng con quý hơn luôn muôn lượng vàng y. Không gì sánh bằng nên con theo luật thẳng tiến, lòng liền tránh xa hết mọi đường nẻo gian tà. Luật pháp của Chúa con luôn yêu mến dường bao, huấn lệnh của Ngài con luôn yêu mến dường nào. Huấn lệnh của Chúa con đây luôn thấy diệu kỳ, thiên luật cao quý tâm con theo tròn từng ly. Lời của Ngài như đang đi vào sự sáng, người nào đến sau cũng mau được hiểu am tường. Luật pháp của Chúa con luôn yêu mến dường bao, huấn lệnh của Ngài con luôn yêu mến dường nào. So ví gì đây khi nghĩ về nước trời, như ai lo xới ruộng nương gieo giống hạt trên đất. Ban đêm hay sáng, ngày sáng dù thức hay ngủ say, dù biết hay không hạt lúa vẫn nảy mầm bông. Chính Chúa đứng đó, người làm cho lúa mọc lên. Chúa vẫn đứng đó, người làm cho lúa trổ đồng. Chính Chúa đứng đó, người làm cho lúa bội thu. Chúa vẫn đứng đó, thương làm cho lúa đầy kho. Nên so ví gì đây khi nghĩ về nước trời, như ai đem giống hạt cây gieo vãi trồng trên đất. Khi đem gieo vãi hạt đây nhỏ nhất muôn loài cây, dù biết hay không hạt cái vẫn nảy mầm mông lên.
chính Chúa đứng đó, người làm cho cây mọc lên, nắng đêm chiều sáng giúp mầm cây lớn lẻ làng, mỗi sáng hương gió từng hàng cây lớn thật to, đêm nỗi bóng mát bao đàn chim tới đùa chơi. Ta nên so ví gì đây khi nghĩ về nước trời? Như ai kia đã tìm ra kho báu ở trong đất, ông mau chôn giấu thật sâu về bán gia tài riêng, rồi tới mua ngay khỏi mất đất thừa ruộng rau. Chúa quý giá thì đời ta có là chi? Nước Chúa quý giá thì tình ta có là gì? Hãy đến với Chúa để mà mua nước trời màu. Hãy đến với Chúa để đời sau sống trường sinh. Ta nên so ví gì đây khi nghĩ về nước trời? Như thương gia đó hằng lo đi kiếm ngọc thiêng quý. Ngay khi ông đã tìm ra về bán gia tài riêng, rồi tới mua ngay ngọc quý vì tìm được vân mây. Chúa quý giá thì đời ta có là chi? Nước Chúa quý giá thì tình ta có là gì? Hãy đến với Chúa để mà mua nước trời màu. Hãy đến với Chúa để đời sau sống trường sinh.